8.1 thành tiểu thiền định, đưa đến đoạn diệt các lậu hoặc, kinh con voi lớn tăng 4.191. Này các tỳ kheo, khi nào các con voi cái, các con voi trẻ, các con voi con đi đến trước chỗ ăn của con voi lớn ở rừng, chúng cắt đứt các ngọn cỏ. Thời này các tỳ kheo, con voi rừng lo âu xấu hổ nhàm chán. Khi nào, này các tỳ kheo, các con voi cái, các con voi trẻ, các con voi con nhai ăn các bó cây gãy, các cành cây tại chỗ ăn của con voi lớn ở rừng. Thời này các tỳ kheo, con voi rừng lo âu xấu hổ nhàm chán. Khi nào, này các tỳ kheo, các con voi cái, các con voi trẻ, các con voi con đi trước xuống chũng nước của con voi rừng, dùng vòi quấy động. Thời này các tỳ kheo, con voi rừng lo âu xấu hổ nhàm chán. Khi nào, này các tỳ kheo, các con voi cái bước xuống chũng nước của con voi rừng, cọ sát thân của con voi rừng. Thời này các tỳ kheo, con voi rừng lo âu xấu hổ nhàm chán. Trong khi ấy, này các tỳ kheo, con voi rừng suy nghĩ như sau: nay ta sống lẫn lộn với các con voi cái, các con voi trẻ, các con voi con. Ta ăn các loại cỏ đầu ngọn bị cắt đứt, chúng nhai ăn các bó cây gãy và các cành cây của ta. Ta uống nước bị vẩn đục, khi ta đi xuống chũng nước, các con voi cái đến cọ sát thân ta. Vậy ta hãy sống một mình, xa rời bầy voi. Rồi sau một thời gian, con voi ấy sống một mình, xa rời bầy voi, ăn các loại cỏ đầu ngọn không bị cắt đứt, nó không ăn các bó cây gãy và các cành cây, nó uống nước không vẩn đục, khi bước xuống chũng nước, các con voi cái không đi đến cọ sát thân. Trong khi ấy, này các tỳ kheo, con voi rừng suy nghĩ như sau: trước đây ta sống lẫn lộn với các voi, các con voi cái đến cọ sát thân ta, nay ta sống một mình, xa rời bầy voi, ta ăn các loại cỏ đầu ngọn không bị cắt đứt, chúng không ăn các bó cây gãy và các cành cây của ta. Ta uống nước không vẩn đục, khi ta bước xuống chũng nước, các con voi cái không đi đến cọ sát thân ta. Con voi rừng ấy với cái vòi bẻ gãy cành cây, lấy cành cây cọ sát thân mình và hoan hỉ làm cho nhẹ bớt cơn ngứa. Cũng vậy, này các tỳ kheo, trong khi tỳ kheo sống lẫn lộn với các tỳ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, với vua và đại thần của vua, với các ngoại đạo sư và đệ tử của ngoại đạo, trong khi ấy, này các tỳ kheo suy nghĩ như sau: ta sống lẫn lộn với các tỳ kheo và tỳ kheo ni, các nam cư sĩ và nữ cư sĩ, vua và các đại thần của vua, các ngoại đạo sư và các đệ tử của ngoại đạo, vậy ta hãy sống một mình, xa rời họ. Vị ấy sống tại chú xứ xa vắng, ngôi rừng, gốc cây, núi non, gành đá, hang núi, bãi tha ma, rừng cao nguyên, ngoài trời, đống rơm. Vị ấy đi đến rừng, đi đến gốc cây, đi đến ngôi nhà trống, ngồi kiết già, lưng thẳng, an trú, niệm trước mặt. Vị ấy sau khi đoạn tận tham ở đời, sống với tâm ly tham, gạn lọc tâm khỏi tham. Sau khi đoạn tận sân, vị ấy sống với tâm ly sân, có lòng thương tưởng tất cả chúng sanh và loài hữu tình, gạn lọc tâm khỏi sân. Sau khi đoạn tận hôn trầm thụy miên, vị ấy sống với tâm ly hôn trầm thụy miên, tưởng đến ánh sáng, chánh niệm, tỉnh giác, gạn lọc tâm khỏi hôn trầm thụy miên. Sau khi đoạn tận trạo cử hối quá, vị ấy không có dao động, nội tâm an tịnh, gạn lọc tâm khỏi trạo cử hối quá. Sau khi đoạn tận nghi, vị ấy sống vượt qua nghi ngờ, không có nghi ngờ do dự, gạn lọc tâm khỏi nghi ngờ trong các thiện pháp. Vị ấy sau khi đoạn tận năm triền cái làm uế nhiễm tâm, làm yếu kém trí tuệ này, ly các dục, chứng đạt và an trú sơ thiền, vị ấy hoan hỷ vì đã đối trị được cơn ngứa. Sau khi diệt tầm và tứ, chứng đạt và an trú thiền thứ hai, thiền thứ ba, chứng đạt và an trú thiền thứ tư,
vị ấy hoan hỉ vì đã đối trị được cơn ngứa. Vị ấy sau khi vượt qua các sắc tường một cách hoàn toàn, sau khi chấm dứt các đối ngại tường, không tác ý đến các tường sai biệt, biết rằng hư không là vô biên, chứng đạt và an trú không vô biên xứ, vị ấy hoan hỉ vì đã đối trị được cơn ngứa. Sau khi vượt qua không vô biên xứ một cách hoàn toàn, vị ấy biết rằng thức là vô biên, chứng đạt và an trú thức vô biên xứ. Sau khi vượt qua thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, vị ấy biết rằng không có vật gì, chứng đạt và an trú vô sở hữu xứ. Sau khi vượt qua vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú phi tưởng phi phi tưởng xứ. Sau khi vượt qua phi tưởng phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, vị ấy chứng đạt và an trú diệt thọ tưởng định. Sau khi thấy với trí tuệ các lậu hoặc được đoạn tận, vị ấy hoan hỉ vì đã đối trị được cơn ngứa.